gọi gì đây? Trời. Có gì? Đây này. Có gì, có gì ấy? Đố anh biết. Rắn à? Anh hay... có mang gì ở đảo? Mang gì mà gọi gọi với là thôi ấy. Có mỗi dao thôi được không? Được, anh em. Đây này, cái mỏ này. Ui, đứa nhảy mất đấy. Anh cơ. Vừa vãi. Có mồi rồi. Dao được không? Sao ông bảo mang đồ ra? Này. Cái này chắc vô được. Anh không. Hả? Con gì mới được ấy. Ê trời ơi nè. Đâu đâu xem nào. Anh sang bên này. Ê, đi. Sang bên này. Nó rời ra đấy. Ý giời. À ấy ui ấy cụ ấy cụ ấy cụ. Thử nha. Ui ngon. Ui giời. Ui to đấy nhưng mà không có túi. Ý nó nấp mà đây. Không có túi. Thế mình đang mặc quần có chun quần thì nó tuột ra hay sao? Không sợ. Sợi ngon rồi. Giời ơi. Đấy. Và kiểu gì nếu mà ếch nó ấy kiểu gì cũng một đôi nhỉ? Đập bờ này mùa này nó đang ở bắt đầu đùn ở mà rồi. Sao anh ngon rồi. Ui. Ủa ôi, con này có được hai lạng không? Được hai lạng. Phê đấy. Ơ nhưng mà sao màu con này kiểu gì nhỉ? Nó theo đất cát đi, đất cát đi anh. À nó theo màu đất à? Cứ đất cát là con cá không thì đất cát nó ra màu này. À thế à? Sai. Một chú. Thế giờ đi tìm luôn nhỉ? Ngon. Đây này, cái đoạn này có khả năng là có anh nhỉ? Anh xách cho. Để anh xách cho. Một bé này các bác ơi. Trời ơi đẳng cấp rồi. Đùi ếch to như em vừa nướng này. Ăn may vẫn một con đấy. Mùa này nó đang bắt đầu ở mà rồi. Mùa này nó về mà rồi. Bắt đầu ở đấy. Nó đẻ vào. Rắn mấy ong thì mình chơi được. Nhưng mà ếch thì mình không hiểu gì về cái tập tính của nó luôn. Thế đang đi đâu mà lại ra đây phát điện ếch này? Đánh lươn à? Bắt ốc để đánh là lươn. Anh đang đi chặt ít tre. Làm diều à? Làm diều gì? Làm cây trống, trồng ít cây là... Ăn may được một con đấy. Hôm nay nghỉ lễ người ta ăn uống hát hò nhiều. Bắt về cho mình ăn sau đi anh. Thôi được một con thôi. Nếu mà một con thì thôi thả đi thôi. Đâu. Này đây cánh đồng chúng mình thì bao la bát ngát các bạn. Ôi đẹp tuyệt vời luôn. Mướt mơ luôn. Hả? Này có hang nữa. Bùn mà ra. Xem nào. Đâu xem nào. Đây rồi. Này, anh dĩ dĩ đây này. Đây này. Ý, ừ nhẹ. Đấy. Nè, anh nhìn nó nằm đây. Nằm nhẵn vậy. Ngủ luôn. Nhẵn thoén luôn. Ấy, kêu ấy.
Đại chúng, ui gì to phết này nhỉ. Lại anh để nó giúp vào đây may chưa anh. Có dây nó không sợ đâu. Đây này các bác này. Đấy. Lại một bé nữa. Ui giời. Hai bé. Có khi nào nó nằm ở trên cái bụi kia không? Có chứ. Nó cứ có chỗ. Ôi chứ. Này. Ừ này. Đấy. Lại một nỗ nữa. Ôi giời. Con này không biết ra chưa. Thấy cái miệng nó mở rồi kìa. Kiểm tra xem có không biết ngay mà. Sắp ăn hàng rồi. Đây các bạn. Đây có một nỗ nữa này. Ấy. Nỗ sâu phết này. Ấy. Đây. Ấy. 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 Cái bộ này thoải mái luôn. Ui à. Được đấy. Đây này dao đây. Này anh nhìn cái nỗ này. Đấy. Đấy. Đây là đất cát nha. Cát nó mềm. Có khi nào nó ở hai con không? Không, ếch ít khi ở hai con á. Này có cái thuồng ấy nha. Gọi bảo cầm ra cái bầu ra ra đây có cái này hay lắm thì ai biết được cầm cái gì. Lại nhìn thấy luôn đi. Thấy luôn không? Thấy luôn đi. Đấy, ngay tầm này này. Nè. Trúng quả rồi. Tuy nhiên lại có đồ nhắm rồi các bạn. Để cho anh quay. Đấy, để làm ơn gì ngoài đây. Chiên thôi. Thấy, thấy không? Rồi. Thấy chưa? Thấy luôn đi, đèn xì luôn. Đâu đâu xem nào. Thấy. Thấy chưa anh à? Nhìn thấy không? Sâu nỗ vẫn sâu này, mày nhìn thấy gì? Em vừa nhìn thấy nó thoải mái rồi. Chả nhìn gì tối om. Khoét thêm tí nữa, rộng rộng xem nào. Em gãi nó ra rồi xem. Đấy. Ôi trời. Đấy. Thế em gãi nó ra. Ôi trời ơi các bác ơi. Ôi trời ơi. Nỗ sâu lắm này mà nhỉ. Bọn này nó chọc nó buồn nó ra. Nó đau. À đấy. Cái cây đây nó cứng. Kìa, yeah, yên tử các bác ơi. Đấy, yên tử giờ mây nó che cái phần phần ngọn rồi. Hơi mà. Ngon rồi. Mà còn sắp được bữa. Nói chung thì ếch thì cũng ít khi ăn nhưng mà nhìn đùi ếch này nhìn cũng phê ấy nhỉ. Ấy. Nó kêu ấy. Ngon rồi. Bà chú. Vùi lại cái cho người ta. Ở đây không phải cái đùn mà đấy. Không, đây là đùn dế đấy. Dế đùn ra đấy. Ở đây người ta đang trồng cà chua này các bác. Đấy, ở đây trồng cà chua này. Cái đất này đất đất pha cát nên là nó rất là dễ trồng. Nó không không khó. Trồng màu, trồng nạc. Nạc bằng cà chua. Phát hiện gì ạ? Nó ngỡ mình tìm cũng thấy. Đâu? Từ từ anh xem đoạn này xem nào. Bên này nhiều lỗ lắm Tuyền ạ. Đâu đâu? Nhưng mà ếch kìa, nó đạp ra này. Ừ đây các bác này. Đấy. Chuẩn xịn luôn, đây mà nhá. Ngon rồi. Đạp ra luôn. Xem khu này còn cái nào nữa. Giống như mà cua ấy nhỉ.
siêu phết nhỉ. Ba chú rồi. Ấy. Ôi, ưu nó nhảy. Nè, phải. Chúc có ăn là chán nhỉ. Cứ. Mấy con ăn may lắm rồi đó, chục con nữa. Phê. Ô cái này người ta trồng trồng ngô này, trồng đào nhỉ. Kia phải ngô. Ừ nhỉ. Lâu lắm không được ăn ngô luộc. Ngô phải vặt tại vườn cơ, ngô đi mua ở chợ ta để mấy hôm nó héo lắm. Mất hết nhựa nhỉ. Không ra gì đâu. Xấu phết nhỉ, hôm nay xấu phết đi. Đào sao sắp bờ nghe ta đánh. Thông nước. Thông á? Đấy, anh thấy cổ. Có. Có lỗ vào. Ui giời, cái đùi ếch này mà. Cái da chiên thì nó phê này. Đấy. Ui giời ơi, nhìn cái đùi này. Nhưng mà cái này có nướng được không? Ui, nướng kiểu nước chấm thần thánh của anh quét vào đổ đỏ đấy. Nói chung là nó từ bé giờ ăn ếch được 2 lần rồi các bạn. Anh á? Ừ. Từ bé giờ ăn ếch được 2 lần. Ếch nướng thì ăn sướng luôn. Nhưng mà đất ở cái màu này nó lại màu thế nhỉ? Nó đất cát. Đấy, anh nhìn cái màu đất bên trên là màu như nào thì nó như đây. Vậy. Đây mọi người. Đấy, đất màu như này này. Đấy. Chơi. Thấy rồi. Ui. Đâu ấy? Kìa, dao, cẩn thận. Nó nhảy ra phải không? Đây. Đấy, trời. Ui, con này to hết nhờ. Cái mùa này hình như mùa nó béo hay sao ấy nhờ. Mùa đông ken. Có phải không? Con gió bắc ấy. Trời ơi. Này nó ngứa nhiều bán được ấy nhờ. Cái này chốc giặt người ta ta mua luôn. Thôi đi ăn này. Ngon rồi các bác ơi. Người ta gặp nó mua luôn. Ấy, cẩn thận mất. Mà này bình thường nó nhảy mình vẫn vồ được ấy nhỉ. Nó không như là bọn biết bò kia, nó chạy nó biết chạy chuột ấy nhỉ. Nhưng ếch này nó nhảy phát một thì mình có khả năng mình vẫn đuổi được. Không có nước thì mình mới bắt được rồi. Có nước, có nước nặn mất tích nhỉ. Ở trên kia anh cũng thấy nữa rồi. Có. Nó là cái vèn vèn đấy, nhưng mà cái bờ nhà người ta có sợ. Mình cứ tìm theo cái dọc mương này đi. Bờ người ta đây. Ôi đây ôi. Giời. Nằm yên trong đây. Đấy các bác ơi. Ôi mắt nó nhìn này. Mắt nó nhìn này. Ok đấy. Chúng quả. Giời. Nó cứ nằm yên này. Mà hình như bọn này nó không biết sợ hay sao phải không? Nó trong nỗ ra vẫn tối. Trời ơi, đấy trúng quả luôn các bác. Này, anh gì là Sai. Đâu, đây, nhìn hai cái mắt nó rồi đây các bác. Nhìn hai mắt rồi. Đấy, nó dễ nhỉ. Vãi. Ôi con cóc ơi. Ôi giời ơi, cóc cụ. Ôi giời, giật mình. Ôi đi. Dạ bằng bóng con giáp giảm. Ôi giời ơi này. Ui. Ôi đi, con cóc là cậu ông giời đấy. To như con ếch nhỉ. Ôi giời, con cóc là cậu ông giời đấy. Ôi. Mừng hụt các bác. Người ta cũng ăn mà. Thôi, mình chịu. Ăn nó cảm giác nó như nào, không biết là mọi người ăn cóc như nào, nhưng mà mình thấy cứ thấy kiểu gì ấy. Rợn. Đây là dẹt nẹn luôn. Anh quay anh xuống hẳn đây à. Kiểu Venone rồi này. Đấy, thì anh đã bảo chỗ dẹt này. Dẹt chưa? Đây. Trúng quả rồi. Đấy, dẹt nè anh nhỉ. Đúng đi ngã ba rồi, hơi sâu đấy. Toàn cua. Ếch ăn cua đấy.
nó cứ ăn con cua đồng là nó ngủ đông được luôn đấy. Thế cơ? Nó như con rắn đấy nhỉ? Thế nó ăn con cua đồng nó ngủ đông luôn. Các bác mua chợ ăn toàn ếch nuôi thôi. Này nhìn này, uy tín chưa? Dẹt le hả Nhơ? Thấy chưa? Đấy, nó cua không phải, nó chuột không phải. Nó dẹt hai bên mà. Dẹt hai bên. Nó sâu phết nhỉ? Khoét rộng. Khoét. Nhớ vòng cái chân anh ấy. Hả? Xong tí phải đắp bờ lại người ta nhé. Ui sao con này ở sâu vậy? Này tí tắp cái kìa. Ui dồi ôi. Đấy, chỗ ngã ba nó hay bị sâu mà. Sâu nó rộng. May em cầm con dao đi đấy. Đây rồi. Gọi không bảo. Thấy chưa? Thấy chưa? Tới luôn. Đây. Thấy chưa? Thấy chưa? Cục nổ luôn anh soi đây. Còn nay ấy. Ở trong hàng sâu phết đây này nhỉ. Đấy, con này là con ếch rồi, không phải con cóc nữa. Sâu phết các bạn. Đấy, kêu đấy, kêu đấy, kêu đấy. Một chú nữa. Lấy dây nhá. Đấy. Đấy, cái mớ này vất ở đây nó không chạy được bởi vì nó có nhiều con đấy. Ấy trời. Này. Bộ vào Tuyến đây. Ui. Con này này. Ui dồi ôi, con này múp cụ nhỉ, con này ếch cụ rồi. Mấy con, 5 con rồi. Ếch này bình thường bán bao tiền cân? Ếch hoang dã này. 150 một cân. 150 cân. Ở chợ thì bán bao tiền cân? Ở chợ chắc người ta phải bán 200. 200 cân. Đấy các bác. Bọn em cứ hàng thổ này bán này. Cái này chỉ sợ không có bán. Ui nhìn hai đùi nó múp nha. Cứng rắc cả, cứng này. Cái này mà nếu mà trời mưa đi xoay thì đẳng cấp luôn đấy nhỉ. Mùa này mùa núa xoay đi vào núa. Đẳng sức cấp luôn. Nó phải cái mùa người ta gặt đấy anh ạ. Cái lồng ấy. Đây đây đứa đây. Bên này. Đây đây em nhìn thấy bên này. Đây đây đây. Ui ơi, đùn mà luôn. Đùn mà đấy. Đây, lỗ này nó cũng mới ra rồi. Đâu? Khả năng được hai con này này. Ừ nhỉ. Bên này một con nhé. Bên này các bác ơi. Đừng để vây vào tao nhé. Đấy. Đấy. Con này thì một đoạn là thấy luôn. Ôi giời. Này nếu có. Này khả năng thông. Đất ở đây sướng nhỉ. Ừ, đất cát mà. Ui rết. Nguy hiểm phết. Tận nó lên đấy. Cắn sốt đấy. Ê. Ô này sâu phải không? Hết rồi. Sâu phết. Anh có nhìn thấy gì không? Nhìn thấy gì đâu. Thông sang bên này à? Nói chung thì mùa ong với mùa rắn thì mình nắm bắt được, nhưng mà mùa ếch này thì đúng là chịu thật. Còn chưa đi bắt ếch lần nào cơ. Cái thông đi đâu rồi ấy? Cái thông đâu? Cái lỗ kia đâu rồi? Cái kia bên này. À. Này. Anh nhìn này. Ừ đấy. Rồi. Ôi, giúp chuẩn cái đống này. Rồi ôi. Ôi. Ơi. Thử xem nó có nhảy. Ơi. Ơi. Dậy đi bạn ơi, ngủ làm gì nữa. Định ngủ đông nữa hả? Ôi kìa, ui giời. Đấy, mở mắt ra nhìn mắt rồi. Đấy, mở mắt này các bạn. Chỗ này thì không khác gì đâu rồi. Một bé. Cái nó nằm nhẵn nhơ. Chắc móc bên này nó thục. Okay. Ngủ nữa. Cục chưa?
số. Nó lấy hơi vào đấy. Mụp mụp nhỉ. Nó lấy hơi, nó phòng thủ, đỡ rắn nó nuốt đây. À đấy. Thằng nào con nào bụng to tướng nhỉ. À, thì nó hít hơi vào, con rắn cắn nó xong rồi không nuốt được này. Bữa rồi. Hay là thôi về đi. Được bữa về đi. Nấp đất rồi đã. Nấp luôn rồi người ta chửi. Ui giời. Anh cầm giáp được. Ui. Anh phải hơn cân đấy anh ạ. À. Hơn cân rồi. 1 2 3 4 5 6 con rồi, mỗi con 2 lạng đã cân 2 rồi. Con to chắc phải 3 lạng. Đấy là dưới ruộng nha. Đấy. Những người nào anh quan tâm. Ngon. Về đi. Hay về đi. Đây các bác, anh em được bữa rồi. Ngon rồi. Thôi giờ gặp cũng không bắt nữa, mình bắt đủ ăn đây. Ngon đấy, ngon đấy. Đây con cóc chạy nhiều rồi. Mất tinh rồi. Đấy bây giờ về làm món gì đi? Anh em nướng hay là chiên giòn? Thực ra thì ếch thì cũng nói chung thì bọn em cũng ít ăn lắm, đa số thì là đi ăn những hải sản là chính thôi, còn ếch thì nói thật đây là lần đầu tiên đi bắt. Những món ếch thì chỉ biết qua là cái gì chao lá lốt à, lá lốt xào củ chuối kia, kìa củ chuối hột, củ chuối kìa. Chuối hột đấy, thì bây giờ anh em mình sẽ về đi thử xem là. Nói chung là phải sở trường cơ, không phải sở trường á, không làm không ăn không ngon đâu. Em lại bụng nói em biết nấu đâu chứ. Hay phóng sinh. Hay thả búa ra đây. Thấy nhé. Thì bây giờ em có biết nấu không? Bây giờ quan trọng. Bụng nói. Thế nói làm gì? Chỉ biết ăn thôi. Hay thả đi. Thả cái ruộng bùn này nhé. Ừ, thả búa. Thôi bọn em thả thôi. Đấy. Anh kiếm người yêu để về nấu cho em ăn. Chịu. Phán. Không thèm đi chứ. Long nó đang ở trong lỗ bóng tối, nó bị choáng. Nó cũng kiểu như bọn cặp long cặp ly ấy nhỉ. Nó ra ban ngày nó cũng choáng nhỉ. Hôm nay anh nhìn xem nó màu trắng ra màu này rồi. Ừ nhỉ, nó xuống màu lâu nhỉ. Không thèm đi. Cái bụng nó đau quá. Bụng nó đau ấy, kiểu hoặc là nó tê ấy nhỉ. Thực ra thì anh em mình định bắt về làm bữa nhưng mà thôi. Chả biết nấu món gì, mấy thứ hai là nhìn nó cũng thương thương kiểu gì ấy. Đi đi. Đi đi. Con này đang có trứng ấy. Yeah. Thế phóng sinh là hợp lý đấy nhỉ. Chắc mưa nữa. Khả năng ếch trứng nhiều. Thế con ếch được rồi, ếch được nó chỉ bé thôi, ếch được nó chỉ bằng hai đầu ngón tay thôi. Ừ. Trứng này. Thôi thả đi, thả đi. Tốt nhất là thả đi. Ô vừa buộc xong kiểu nó tê chân hay sao, nó không đi nhỉ? Tê, nó đọng máu. Hay là do em buộc chặt quá ấy. Nó đọng. Buộc chặt quá rồi phải không? Ấy, ông này thì nhảy tốt. Ấy dạ. Ấy à, đấy. Anh ơi con ếch này nó bị chột mắt. Chột mắt á? Ừ. Thôi nhá, đây này anh em mình phóng sinh luôn đi này. Về. Giữ lại cái dây này mà tí mà buộc quần nhá. Ok về đi. Mất công mất việc. Quá chán. Đây, đấy, anh em mình thả rồi. Bịt lại cho người ta đi không có gì. Nói chung là hôm nào mà có khách nào mà thích ăn ếch mà về chỗ mình chơi, anh em mình đi bắt ở ngoài đây là được ấy nhỉ. Thôi clip này quay vui vui chơi chơi mọi người. Thì định về nấu ăn nhưng mà chả biết nấu món gì mới. Nói chung là ếch anh em mình cũng thấy nó thương thương kiểu gì ấy. Thì video này xin kết thúc ở đây nhá. Hẹn mọi người những video tiếp theo nhá. Anh em mình chuồn ơi. Cảm ơn mọi người nhá. Đi bắt ốc về đánh lươn này. Anh cầm dao về cho em nhá. Chốt phán. Nhặt ốc okay. Kìa.